cánh đồng bông trắng đất lang thang. Em ngồi bên khung thổ cầm dệt ước mơ hồng lên. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình thời sự buổi tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình thời sự tối nay thứ bảy ngày 25 tháng 12 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.